chết chưa? Đây con xuống, con rửa dùm cho tí mấy cái dưa đi. Cái cô rửa sau. Rửa đâu? Đây đây đây, nghe như đó. Đúng rồi. Chưa, cái này phải bỏ ngay đây đi. Bí ơi, biết đâu có củi không? Hái cho chú tí, quên, lụm cho chú tí một mớ củi đi. Xong bằng tí xuống đây ngồi ăn nè. Chú tìm chú tí nè. Chú tí đang mắc nướng rồi. Ở trên con có củi không? À. Hả? Đó. Quên. Hả? À. Đó, đưa con được rồi. Ấy. Chưa. Buồn nóng quá. Chứ việc phải đi tắm một cái. Đây, tiếng này tiếng nè. Bây giờ này chú muốn bắt rồi. Ừ. Này chú cắt đầu kia nè. Sao? Chú cắt cái đầu. Đầu gì? Đầu này nè. Thôi giờ này cắt cái gì? Có cái đầu đó. Còn thằng Bí ở trên kia nó có then không? Đây lên xin then cái rồi. Đó, cái thằng đó đó. Mấy thằng đang tắm hả? Ừ. Nó đi mình đó mà. Kìa, trên kia kìa. Bê Mỹ nó à? Có Bê Mỹ à? Đây là nó đi Bê Mỹ nó à? Không biết. Không. Cái nó đi toàn địa chỉ không à? Ủa? Đi chú cháu mình lên xin thang. Này là con đi thì hái cho chú Tuyến mới lé đi. Con sắp ở ngoài kia đi xong rồi. Khi mà chú Kiệt nướng ra đây không rồi á thì con cầm cái này con bỏ ngoài đây. Giấy tí đỡ ngay chỗ này. Con này nó hơi lâu á. Qua đây. Cắm con sư tử đang câu kìa. Rồi cái gì cũng nóng quá. Đây thành viên nhí nè. Đâu đây thành viên nhí đây. Xé là tuyệt vời. Đây. Chín rồi. Tí nữa. Đây, từ nhỏ giờ xuống thì nó tắm rồi. Đây, để cho thịt kia xe nướng. Nướng thêm. Tí cho từ nhỏ lên ăn. Ui, trời ơi. Đây tôi coi sư tử câu
lúc mình lại lấy phòng này. Không bị lấy lên luôn, bị khác một con. Lấy phòng nhiều, nhiều, nhiều đi. Ui, thằng bé đây, ai chưa? Sắp chưa chín này nha bà con. Tao chín rồi chú. Chưa đâu, chưa đâu. Chín. Thôi nha, tôi hốt đi. Bên kia là bắp coi. Ông chuẩn bị lên tiếp. Bắp sẽ gieo. Hả? Ở nó cắt thôi. Đúng rồi, mình sẽ gieo đông trái. Đúng rồi. Ủa. Thì tử ra. Chó lộn bé. Bả bắp còi vào, bả bắp còi vào. Không phải. À mày muối bỏ đâu cái tê? Để coi thử ca mấy em mày. Ừ. Nè, thử thử đây. Mấy đứa đi tìm muối thôi rồi, coi mấy cái bị đó có không? Xài chú. Xài đi. Đây xài không? Đây thành quế, sắp sửa xong rồi. Ai chà, để cho. Quế ô giờ luôn. Ngon quế. Đây, mấy cái cháu hôm nay ra lại bên suối đây. Suối này nói chung hôm nay cũng đông nè. Chưa. Rồi muối đâu ta? Quen đi. Không có bị muối là hỏng luôn á. Muối thôi cũng ăn luôn. Muối là cười chú kịp dễ. Mày lấy. Chưa, ào chưa. Ào chưa, chưa cầm đi mẹ. Chưa đâm xong không ai nhét vô bị sao á. Hả? Có. Đúng không? Bị sợ rớt. Không có bị trộn. Thôi đợi cho tí xuống rồi đưa ra coi. Đây thành viên nhí nè. Đây. Xinh gái nhất tiêm. Thôi quên, đây xinh gái nhất tiêm. Người ta đây. Ông kia là xấu rồi, dạng như xấu đâu xấu đớn. Kia là bí mèo. Idol tốt. Đây. Đây. Idol mới nè. Tu ti chưa? Học lớp 5. Đúng không? Dạ. Học lớp 5 đúng không? Dạ. Để mấy chú cháu làm cái bãi ngay đây. Ai chê? Ủa sao hôi của chưa ạ? Hôi của quê nha. Dạ. À cái đó chấm với cái này mới ngon nè. Chấm gì? Đây nè. Ừ. Đâu. Ui cho luôn cha tương ớt kìa. Ai chà biết tội chưa? Kìa. Ai chà. Kìa có một tim nhí ở trên kia kìa. Đấy. Tôi được mấy đứa. Đây ở dưới đây. Đây con. À, còn viêm luôn. Thôi mình từ con mình ăn cái mà mình trút đi. Chú và các
Đây, cái này chín rồi. Ui, trời khô luôn à. Đây, cái gì sẽ báo rồi. Coi, coi, coi chừng nó rớt ra đũa nha. Ngon lắm ha, đó, cái đó chấm vô ra là y xì luôn á. Đó, quẹt lên em mới tiếng đúng rồi, hay quá. Đây, nói chung là hôm nay lên trên đây cũng đông nhờ. Đâu, đỡ đi, mặt đây nãy nó cháy rồi mẹ. Đâu, đâu, đâu. Cháy rồi. Chua cái cục. Nó vàng con à, nó vàng, nó vàng. Đó, đây, 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 đây. Ăn, 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 ăn đi. Mấy đứa ăn đi. Tụi nó ăn gì đây? Ừ. Đúng không? Này kìa. Ừ, ngon con nhỏ. Hàng, hàng xin ngon quá. Đây, con vịt đây. Ai đồ mấy chấm về không? Ai đồ chắc là ngon chưa? Đây ở trên này cũng có một nhóm này. Mấy bí nó lên trên đây rồi, nó tắm ở xong rồi nó lên trên đây rồi. Thôi chưa? Đây. Còn một tớp thì ở dưới đây. Kìa, đang bắt cái gì vậy kìa? Còn sư tử ở đây ngồi đi câu kế tiếp nè. Sáng giờ nó câu được mấy con rồi. Xéo xéo. Cái đầu câu của sư tử đâu? Cái gì? Cái đầu câu. Đồ câu em đi rồi. Hả? Đồ câu là gì vậy? Màu được đó. Mồi đó, nó cái mồi đi. Đây cuốn chạy sư tử nó còn ké. Cái kia còn chín là con, xong rồi bỏ ké lên là y xì luôn á. Đây. Bây giờ tưởng hồi nãy nó cậu đây cái to kinh khủng luôn. Đây, mấy bí kìa nó chui vô trong cái hốc này nhìn cưng cô ti coi chưa. Để tắm thì gọi chui vô kia ngồi nó ăn kìa. Sư tử thì tại bây giờ câu dưới này. Để chưa? Mấy anh nhỏ kìa, anh kêu được chưa? Rồi con bơi trước đi. Để cho Kiệt lên kia nướng là xong cho nó xong kìa. Cứ giật mấy mèo luôn. Hử? Giật mấy mèo. Ok ok ok. Cắt gì cho không? Ok, xeo 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 này con cắt luôn. Đây. Nóng không? Đây 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 đây. Đi bơi tôi nghe mượn điện thoại. Wow, cắt cái nó giữa. Chín rồi. Chín chín chưa? Chín chưa? Đúng rồi đó.
Đúng rồi. Đi bao thêm chậm đi. À, thêm. Chưa tí mắt đâu ăn rồi. Đây mắt đang mắt quẹt rồi. Xuống tắm đi. Khô luôn, ở trên này là khô luôn. Cứ từng tí. Xong khi đợi đấy còn xong rồi. Rồi, để chưa? Quá tuyệt vời. Đây nghe chỗ đây. Rồi con dọn mấy này lên luôn. Đây. Đây, bỏ ngay đây nè. Một tí dỡ đây. Đây giờ bỏ hiện tại bỏ ngay đây đi. Bây giờ sẽ tử tí. Tí rồi. Đây đây, dọn lên mình chiến thôi. Chừa cái bị lại. Đây, cầm cái dao lên. Cái bị đây là bỏ đây đi. Đây. Đây. Dao nè. Con lụm cái đây mấy kia tới. Đây, đưa cho chú cái đứa. Ai cô dừng nó nóng. Đây. Rồi, bỏ cái đó đi. Sao nhìn nó ngon quá vậy? Đâu? Giòn. Đâu? Đùi dĩ tập á. Nó hơi nhỏ. Ngon chưa? Để chào mấy chút vậy. Đây sư tử đánh á. Chào hết luôn, đi ăn đại luôn đi. Bí nhỏ nhất thì ăn cánh khô như cái tâm ấy. Xí đi. Nóng không? Nóng lắm. Tuyệt vời chứ ổng. Đèn bí đi ăn ngon ghê chưa? Ngon. Theo mình lên xuống. Nó bỡ bị hùa, bị bệnh hùa. Đây. Chứ ngừ không sống được. Ngay luôn rồi. Ê, cái nói gì vậy? Đúng đi lăng không? Xuống nước được không? Hả? Ghê quý. Không, hư liền.
Sao con không cắt cắt rẻ? Con thú mày xuống nước. Đây 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 đây. Ủa sao giấu cái đùi dưới đây vậy? Hay xe gì chi lại rồi? Đùi nước lòng hả? Đây. À, ông kia ăn 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 ít thôi. Làm cho ghen nước lùm mà. Nhường cho phụ nữ ăn rồi. Cái này nó nước sâu chứ mình bữa không nhảy được. Đây thịt vịt mà đúng không? Ừ đúng rồi. Chú ăn được không? Đúng rồi. Ở cho chú bị gì? Là không ăn được thịt gà. Viêm son con. Ý là viêm chảo thì ăn được chứ còn viêm son thì nó hơi. Nó không ăn được thịt gà đúng không? Này chè chín ngon rồi thấy không? Đây nè, bí chút. Còn luôn. Đây. Ủa cái chín ngon rồi chưa? Nó chưa, chưa, chưa. Đây, 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 đây. Sao ăn cái đó thẻm như vậy? Đây, đây, đây. Cái này mới ngon nè. Nghe mày tiếng ầm không? Đút cho ầm. Này, cậu thấy có ai nè? Nghèo nè. Ăn đi con. Để chú Kiệt sẽ cắt ra cho. À, chú con ăn đi, con ăn đi. Ồ, à, nó chín ngon rồi chưa? Đây nè, để chú Kiệt cầm đây nè rồi. Rồi con sỉ. Phải đây. Đó, đúng rồi, mạnh bẹo rồi lên. À, đấy. Ồ, chè 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 chè. Quế ngon, quế ngon. Ê. Vậy không quánh lòng nữa con. Con gặp nó làm cái đó. Đâu có đâu con. Đầu nó khô cái đó mẹ. Trời con nghĩ sao mà trong đây nó trắng như thế này mà đây chưa chín gì nữa. Đi chùa. Đó. Ở trong Phi mới giờ nên thấy đen đen lại. Ờ, đâu. Chưa không, ý là chú Tuyệt chú Kiệt là mới tiễn vừa hờ nghỉ hè. Thì từ bển này là coi như là nó ăn thịt beo, thịt beo, thịt khổ đâu tiếng... Nó gầy, nó mập mập được chút. À đúng rồi. Ý là ốm quá loại hai lỗ tai. Như hai ông điên á. Lộn. Như anh điên á. Như anh điên á. Ông sổ mũi á. Ờ. Sổ cây kim que cái lỗ mũi á. À. Ý là lỗ mũi bị dị tật không? Ừ. Nè. Chú. Từ từ. Ướt hết eo. Đi xuống ướt eo. Ê đừng không xe đâu. Đây 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 con ngồi đây. Đây hiện tại bây giờ nó mới nhỏ. Thôi để cho nó ăn nha. Cái này tôi tiếp việc con. Eo cái video này lại. Thì máy nó cũng đang hết pin rồi. Hiện tại bây giờ nó cũng đang chiều rồi. Yêu cháu hiện tại bây giờ cũng đang tranh thủ.